dùng combo của tuyển thủ WAG The God vào kênh thế giới gánh tem, phá kỷ lục bản thân khi đạt cột mốc 20 mạng hạ gục trong một trận đấu sinh tồn. Chiến đấu thật phong cách. Ôi ôi ôi, phát à. Muốn về lên cổng trời gặp anh. Đúng như vậy. Bắn như vậy mà nó không gục ta. Ấy vô đầu gì mà nó không chết. Mày ăn gì mà mày trâu bò với mày. Cứu tôi. Dùng xanh này chắc hồi nó chạy vô đấy anh em ạ. Đứng ở đây hồi thế nào cũng có hàng. Đấy, ở đây nè. Hai team muốn bắn nhau vậy nè. Cái này nãy tôi mới bắn nó trên cổng trời anh em. Thằng đó nãy tôi mới bắn nó trên cổng trời á. Còn hắn ở đây nữa. Rồi chạy xe đi à. Đang chiếm tín thủ. Mày kêu mày không biết quỷ nó đi ở đó mà mày đợi bồ mày lên cứu hả? Bồ mày nó chết rồi. Bồ mày nó bỏ đi hay trai rồi. Đang chiếm tín thủ. Bỏ mẹ, bỏ mẹ đi, sai rồi. Đủ, hấp 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 hấp. Hấp 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 hấp. Cứu bộ cái anh em ơi. Địch bị hạ ở đây. Thằng này nó giờ bị tôi giết gần chục lần rồi anh em. Cái thằng này nè, cái thằng lì này nè. Nó bị tôi giết nó giờ gần chục lần rồi đó. Cảm ơn bạn nho. Một lần trên cống trời. Cảm ơn bạn nho.
Thằng này cũng bị tôi giết hết lần rồi nè, giờ là hai lần nè. Thằng nào á, nào săn tao hả? Ê! Xé tao rồi. Hồi nãy thằng kia nó bắn tao không? Giờ tao núp nó bắn lại mày nè. Đây có thằng kế bên tôi anh em. Mày biết, mày đâu có biết tao hù dai tới vậy. Mày đâu có biết mà tao hù dai tới vậy đâu. Mày đâu biết tao hù dai tới vậy. Cứu tôi cái này, cứu tôi cái này. Cảm ơn nha. Mày bắn tao hơi bị đau rồi đó. À nó bắn về nó hết đau quá anh em. Ê, đụng má đã về đấy, còn bắn xiên keo nữa mày. Ê da. Ê da. Mẹ nó. Mày đừng có để tao giữ được khoảng cách. Tao mà giữ được khoảng cách là tao ghi dấu chấm hết cho mày đấy. Thằng bò đâu? Thằng bò đâu bắn xuyên trái keo coi. Rồi luôn. Hết đạn luôn rồi. Hết đạn rồi, tao hết đạn. Tao hết đạn rồi, mày khó bắp can. Tao hết đạn rồi. Rồi mày chạy ra bo gì vậy? Tao hết đạn rồi đó. Mày thấy mày báo chưa? Mày thấy mày báo tao chưa? Mày thấy mày báo tao chưa? Nó hết đạn rồi. Rồi luôn, còn 14 viên rượu da, ok. 2 viên một thằng.
tôi hết đạn rồi. Tôi hết đạn rồi anh em ơi. À. Hết đạn rồi. Cảm ơn bạn nha.